Vào một ngày tháng 9, tại Thâm Quyến, một mùi hôi thối khủng khiếp lan tỏa khắp con phố sầm uất. Ban đầu người ta nghĩ rằng hệ thống thoát nước có vấn đề, nhưng chỉ sau vài giờ, mùi hôi trở nên nồng nặc hơn đến mức khó chịu. Các chủ quán ăn gần đó phải dọn dẹp, đóng cửa sớm vì không còn một bóng khách nào ghé thăm. Thực khách vội vã bỏ chạy, bịt chặt mũi, thậm chí có người còn phải bịt miệng vì mùi xộc lên quá nồng. Đơn vị thông cống nhanh chóng được điều đến để giải quyết sự cố. Họ cẩn thận mở nắp cống, ánh đèn pin chiếu xuống dưới để kiểm tra khu vực thoát nước bị tắc. Khi những người thợ đang dọn dẹp phần rác nghẹt ở dưới cống, một trong số họ hoảng hốt giật lùi lại, tay run rẩy chỉ vào một vật lạ trong dòng nước đen ngòm. Một cánh tay trắng nhợt, mềm nhũn của một người phụ nữ hiện ra giữa dòng nước bẩn thỉu. Cả nhóm hoảng sợ, vội vã báo cáo với cảnh sát. Không lâu sau, cảnh sát đến hiện trường, phong tỏa toàn bộ khu vực để tiến hành khai quật xác chết. Khi thi thể được đưa lên, mùi hôi càng trở nên kinh khủng hơn. Cảnh sát nhận thấy thi thể đã bị phân hủy nặng, da thịt lở loét, tóc rũ rượi. Dường như người phụ nữ này đã bị vứt xuống cống từ nhiều ngày trước. Xác chết được đưa đi giám định. Tuy thi thể đã phân hủy nghiêm trọng, nhưng các chuyên gia giám định pháp y nhanh chóng xác định thời gian tử vong là khoảng một tuần trước. Dựa trên các mẫu ADN và dấu vân tay còn sót lại, cảnh sát đã tiến hành đối chiếu với dữ liệu người mất tích trong khu vực. Nhưng không tìm được manh mối nào, không có dữ liệu ADN trùng khớp, cũng chẳng có người báo cáo mất tích. Vụ việc cứ như vậy chìm xuống, mãi cho đến tận 7 năm sau, hung thủ mới thật sự bị bắt, và câu chuyện đằng sau nó sẽ khiến mọi người phải rùng mình. Sự ghen tuông, tình ái và cả lòng hận thù tột độ có thể kéo con người vượt qua khỏi ranh giới, khiến họ quên đi cả máu mủ của mình để xuống tay một cách tàn độc. Thâm Quyến đón Hương Liên và Quách Thị bằng những tòa cao ốc lấp lánh đèn neon, đan xen trong màn đêm ẩm ướt của thành phố cảng. Hương Liên ngước nhìn bầu trời nhấp nháy những vì sao nhỏ bé, chợt thấy lòng dạo dực niềm háo hức lẫn chút e dè. Nhưng Quách Thị, với đôi môi đỏ mọng và ngón tay sơn màu đỏ thẫm, không mảy may để tâm, bà chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhẹ nhàng, thỉnh thoảng nở một nụ cười nhàn nhạt. Những tin nhắn rì rầm trên đầu ngón tay, đếm không xuể đã gửi cho bao nhiêu người đàn ông, để xem ai trong số họ sẽ tới đón hai mẹ con bà. Họ là mẹ con, nhưng tựa như hai người dưng lạc vào đời nhau. Cùng chung một mái nhà, cùng chia sẻ những năm tháng nặng nề trôi qua. Nhưng tựa hồ mỗi người một thế giới, chẳng hiểu gì về nhau. Hương Liên nhìn bà, người đàn bà đẹp đến lạ lùng, da trắng ngần như sứ, đôi mắt nâu đen toát lên sự bí ẩn mơ hồ và thân hình nhỏ nhắn gợi cảm. Ở tuổi 34, trông Quách Thị vẫn chẳng khác nào một thiếu nữ, đôi lúc còn thấy bà như một người chị, chứ không phải mẹ. Cũng đúng thôi, Quách Thị chẳng bao giờ muốn nghe gọi là mẹ. Bà cau mày mỗi khi cô lỡ gọi như thế, rồi cất giọng lạnh lùng. Gọi chị đi, cứ gọi mẹ thì tiền đâu mà tao nuôi mày. Cô hiểu bà muốn mình gọi là chị để thuận tiện cho những cuộc tình chóng vánh với người đàn ông bất kỳ nào đó. Cả cuộc đời Quách Thị là chuỗi dài những bóng người đàn ông, chớp nhoáng, lấp lánh, nhưng cũng thoảng qua như những cơn mưa phùn. Họ ra vào căn nhà cô từ khi còn nhỏ, những kẻ sẵn lòng rút ví cho bà sống xa hoa, sùng túc. Đêm về, Hương Liên chỉ biết trốn vào căn phòng bé nhỏ, lặng lẽ nghe tiếng cười đùa vọng lại từ phòng bên kia, tiếng rì rầm của những cuộc trò chuyện nửa vời và cả những âm thanh lạ lẫm mà cô đã quen thuộc từ thuở nào. Mọi thứ xung quanh Hương Liên đều mang dấu ấn của những cuộc tình đó. Từng món đồ chơi, từng cuốn sách cũ kỹ và thậm chí là cả những chiếc áo vá chằng vá đụp. Cô biết mình lớn lên từ đồng tiền của những kẻ đã bước qua cuộc đời bà. Có lẽ vì vậy mà trong lòng Hương Liên có một khoảng trống lạ lẫm, một nỗi khao khát mơ hồ. Đôi khi, cô gặp những người đàn ông thoáng qua, họ nhìn cô với đôi mắt tò mò, lẫn chút dịu dàng. Có lúc cô tự hỏi, liệu người đó có thể là cha mình không? Đã từng có những tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng cô rằng sẽ có một người ở lại. Sẽ có ai đó yêu thương bà, yêu thương cô, và họ có thể trở thành một gia đình. Nhưng những hy vọng mong manh ấy cũng nhanh chóng vỡ tan,
vì Quách Thị chẳng bao giờ giữ ai lâu. Họ chỉ dừng lại ở bên đời bà trong một phút giây, để lại chút dư vị đắng chát rồi đi mất, không ngoảnh lại bao giờ. Sau vài tiếng ngồi chờ mòn mỏi bên đường, cuối cùng một người đàn ông xuất hiện trên chiếc xe bà gác cũ kỹ, phóng đến nơi hai mẹ con đang đứng. Chiếc xe chóc sơn, lấm lem bùn đất, nhưng âm thanh động cơ đầm đầm cho thấy nó vẫn còn khỏe mạnh. Người đàn ông ấy không giống với những người đàn ông mà Hưng Liên từng thấy. Anh ta chỉ chừng hơn 20 tuổi, thân hình vạm vỡ, làn da rám nắng, đẫm mồ hôi và đôi bàn tay chai sạn, dấu vết của một cuộc đời dầm mưa dãi nắng. Dù vậy, nét mặt anh lại toát lên vẻ non nớt, như thể cuộc sống vẫn chưa bào mòn hết những mộng tưởng của một gã trai mới lớn. Anh ta dừng xe, bước xuống, ánh mắt thoáng chút bối rối. Ngay khi Hương Liên vừa định lên tiếng chào thì Quách Thị đã bước tới, đôi môi nở một nụ cười đầy ngọt ngào. Anh đến trễ thế, có biết hai chị em tôi chờ nãy giờ rất lâu rồi không? Cái chữ anh được bà nhấn nhá một cách lả lơi, khiến Hương Liên có chút bối rối. Cô nhìn mẹ mình rồi quay sang người đàn ông trước mặt. Giờ đây cô chẳng biết phải xưng hô với anh ta ra sao. Cô mới 18 tuổi, còn người này nhiều lắm cũng chỉ hơn cô chừng 5-7 tuổi. Thế nhưng mẹ cô vẫn sẵn sàng kéo anh ta vào cái lưới ngọt ngào quen thuộc, thứ đã giữ chân không biết bao nhiêu người đàn ông trước đó. Người đàn ông gật đầu, lấm lét nhìn Quách Thị, rồi chuyển sang Hưng Liên. Dù không thể nói là đẹp trai, nhưng gương mặt anh có nét chân thật, mộc mạc và đôi chút ngây ngô. Anh cúi đầu chào họ, giọng nói trầm nhưng đầy vẻ e dè. Tôi xin lỗi, xe bị hỏng dọc đường nên sửa hơi lâu. Quách Thị lướt mắt nhìn anh, đôi môi khẽ nhếch lên, rồi bà quay sang Hưng Liên với ánh mắt đầy ẩn ý, như thể muốn xác nhận rằng đây sẽ là người đàn ông mới trong cuộc đời bà. Hưng Liên hiểu mẹ cô, bà có thể không màng đến chuyện gì khác ngoài việc lấp đầy khoảng trống của mình bằng sự hiện diện của những người đàn ông, hết lần này đến lần khác. Những năm tháng trưởng thành của cô, bà đã kéo bao nhiêu người đến rồi đi, như thể cuộc đời chỉ là một cuộc vui trong vánh, và những người bước vào chỉ là để mua vui cho bà. Thế nhưng Quách Thị, dù có xấu tính, cặp kè với bao nhiêu người, vẫn chưa bao giờ bỏ rơi Hưng Liên. Bà có thể xem những người đàn ông là công cụ, nhưng với cô, bà luôn giữ lại một phần tình cảm ấm áp, một điều mà Hưng Liên hiểu là điều duy nhất bà chưa bao giờ từ bỏ. Có lẽ cũng vì điều này mà Hưng Liên luôn ngoan ngoãn, cố gắng không cãi lại bà. Dù nhiều lúc cô chẳng hiểu nổi những toan tính, những hành động khó đoán của mẹ mình. Hai mẹ con leo lên chiếc xe bà gác, Hưng Liên ngồi nép sau lưng Quách Thị, còn người đàn ông ngồi phía trước, lưng thẳng tắp, điều khiển xe một cách cẩn trọng. Dọc đường, tiếng động cơ nổ đều đều, hòa cùng tiếng cười nói râm ran trên các con phố. Quách Thị thì bắt đầu lả lơi trò chuyện. Mỗi câu trả lời của anh ta ngập ngừng, từng từ nói ra như thể chưa quen với những ánh mắt, những nụ cười đầy ẩn ý từ Quách Thị. Khi xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, Hưng Liên nhìn cảnh vật xung quanh. Thành phố này thật xa lạ, nhưng cũng có một nét gì đó cuốn hút. Những căn nhà nhỏ xíu chen chúc nhau, tiếng người bán hàng giao lảnh lót, và đâu đó vang vọng tiếng nhạc từ một tiệm karaoke nào đó. Cô biết rằng nơi đây sẽ là chặng dừng chân mới của cô và mẹ, ít nhất là cho đến khi Quách Thị chán nản và muốn chuyển đi lần nữa. Cuối cùng, họ bước đến một căn phòng trọ cũ kỹ, tường bong chóc và bụi phủ kín. Người đàn ông dừng xe, lúng túng đứng sang một bên như chờ đợi điều gì đó. Quách Thị nhẹ nhàng bước đến, đặt lên vai người đàn ông một dấu son đỏ thẫm, rồi nháy mắt kéo Hưng Liên vào phòng. Căn phòng trọ nhỏ bé và cũ kỹ, nhưng lại được quét dọn gọn gàng. Ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật những mảng tường đã nứt và loang lổ. Tuy nhiên, giữa sự xuống cấp ấy, một vài chi tiết khiến Hưng Liên không khỏi ngạc nhiên. Trên chiếc giường kim loại đã hoen dỉ, một bộ ga giường mới tinh được phủ lên, sạch sẽ và thơm, phảng phất mùi bột giặt hương hoa. Bên cạnh là chiếc gối trắng phau, xếp ngay ngắn, tựa như ai đó đã cẩn thận chuẩn bị. Cô nhìn xung quanh, chú ý thêm vài món đồ nhỏ. Một chiếc khăn mới tinh treo ngay ngắn trên móc, một chai nước đặt trên bàn nhỏ cạnh giường,
và vài túi bánh quy còn nguyên trong bao bì. Tất cả những chi tiết ấy đều toát lên sự quan tâm thầm lặng và giản dị. Chắc chắn là người đàn ông kia đã cẩn thận sắp xếp, tự tay chuẩn bị mọi thứ. Hiển nhiên, tình ý của anh ta với mẹ cô là không nhỏ. Cô quay ra nhìn cửa, nhưng anh ta đã rời đi từ lúc nào, không để lại dấu vết gì. Quách Thị thả mình xuống giường, đôi mắt liếc quanh phòng một lượt rồi nhếch miệng khẽ cười. Giọng bà lầm bầm với vẻ khinh khỉnh. Phòng rách nát thế này, sao mà ở? Đúng là thứ nghèo rách chả ra gì. Hương Liên đứng lặng lẽ quan sát mẹ mình. Sự chân thành của người đàn ông trẻ tuổi kia dường như chẳng mảy may để lại ấn tượng gì trong mắt bà. Quách Thị nhìn tất cả như những cử chỉ nhỏ nhoi, không đáng giá. Như thể bà đã quá quen với những điều hào nhoáng, lớn lao hơn thế. Hương Liên tự hỏi, liệu có bao giờ mẹ mình thực sự cảm nhận được những điều giản dị ấy? Hay là chúng đã trở thành điều quá tầm thường, đến mức bà chẳng buồn bận tâm? Bà quay sang nhìn con gái, giọng cất lên với chút trầm tĩnh, nhưng chua chát. Đứng chờ ra đấy làm gì? Không biết tự giác dọn dẹp đồ đạc à? Sẵn tiện là cái váy mới cho tao, lát nữa tao đi có việc. Hương Liên không đáp, chỉ nhìn quanh căn phòng thêm một lần nữa, rồi lặng lẽ lấy bản là và váy lụa trong vali ra. Trong khi Hương Liên là váy, Quách Thị vẫn đang ra sức bấm điện thoại. Cô nghe được những cuộc gọi lả lơi trong vánh, những lời dụ dỗ đòn đả, hứa hẹn và giọng cười lạnh lót như chuông. Chắc có lẽ Quách Thị không vừa ý với người đàn ông nhỏ tuổi kia. Vật chất anh ta chuẩn bị nghèo nàn khiến bà khó chịu ra mặt. Quách Thị đang cố gắng tìm một người đàn ông khác trong danh bạ, người nào có thể chu cấp được nhiều hơn và nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của bà. Sau một hồi, bà cũng đã hẹn được một người nào đó. Giọng bà trở nên nhỏ nhẹ và quyến rũ hơn thường lệ. Rồi tiếng cười của bà vang lên, nhún nhảy trong không khí, như thể điều đó vừa đủ thỏa mãn bà. Bà cúp máy, ném chiếc điện thoại lên giường với một nụ cười đắc ý. Chiếc váy lụa đã được treo thẳng tắp trên sào. Quách Thị đứng trước gương, xoay người mặc thử chiếc váy. Ngay lập tức, cả căn phòng dường như sáng bừng lên khi chiếc váy lụa ôm sát lấy vóc dáng thon gọn của bà. Dáng người mảnh khảnh, làn da trắng mịn, càng nổi bật trong sắc lụa xanh ánh kim. Đôi mắt kẻ đậm và mái tóc uốn gợn sóng khiến bà trông như một minh tinh mản bạc trong đêm. Hương Liên không khỏi trầm trồ. Mẹ cô quá đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo và đầy tự tin, nhưng cũng mang lại sự lạnh lùng và xa cách. Như thể bà luôn ở một đẳng cấp khác biệt. Bà đẹp như vậy, tại sao lại sống một cuộc đời đầy những cuộc tình chớp nhoáng và lạc lối? Hương Liên im lặng, ngắm nhìn mẹ mình, trong lòng vừa thán phục, vừa đượm chút buồn bã. Nhìn vào gương, nơi hai hình ảnh hiện lên đối lập đến tàn nhẫn. Cô mặc chiếc áo sơ mi đã sờn vai, bạc màu với những nếp nhăn cứng đầu. Chiếc quần tây duy nhất cô có, vừa rộng vừa ngắn, chỉ càng làm cô thêm lạc lõng. Đôi mắt đen nhưng mệt mỏi, làn da ngăm không đều màu, lốm đốm mụn và hai bím tóc buộc vội làm tăng thêm vẻ quê mùa. Tất cả hiện ra như một tương phản rõ rệt với người mẹ bên cạnh, khiến cô thấy bản thân như kẻ đứng ngoài rìa cuộc sống lấp lánh mà Quách Thị luôn theo đuổi. Cô tự hỏi, tại sao mình lại không thừa hưởng chút nét đẹp nào từ mẹ? Có phải bà đã gom hết tất cả sự may mắn và vẻ quyến rũ của dòng máu ấy, để lại cho cô chẳng gì ngoài sự mờ nhạt? Đôi mắt Hương Liên thoáng trùng xuống, ngực nghẹn lại vì một cảm giác cô đơn đến cùng cực. Dù đã chung sống bao nhiêu năm dưới cùng một mái nhà, nhưng giữa cô và mẹ dường như là một vách ngăn vô hình, một khoảng cách không thể nào thu hẹp. Cô không chỉ cảm thấy mình xa cách về diện mạo, mà cả tâm hồn cũng lạc lõng trong những con đường mà bà chọn đi. Quách Thị quay lại, thoáng liếc qua Hương Liên rồi nhanh chóng rời đi. Bước chân đầy tự tin, để lại một nước hoa nồng nàn quện vào không khí. Bóng bà dần khuất sau cánh cửa nhỏ. Bên ngoài, tiếng động cơ xe mô tô vang lên và nhỏ dần, hòa vào những âm thanh rì rầm của con hẻm khuya. Căn phòng trở nên yên tĩnh, đến mức Hương Liên nghe rõ từng nhịp đập trái tim mình. Cô nằm xuống giường, một cảm giác mệt mỏi len lỏi khắp cơ thể, thấm sâu vào từng thứ thịt, áp mặt xuống tấm ga trải giường,
Cô cảm nhận rõ sự mềm mại, sạch sẽ, mát rượi áp vào da mình, như thể xoa dịu đi những vết thương vô hình trong lòng. Hương hoa nhẹ nhàng thoang thoảng làm cô nhớ đến người đàn ông trẻ tuổi đã cẩn thận chuẩn bị mọi thứ cho cô. Cô nhắm mắt lại để hình ảnh của anh tràn vào tâm trí. Dù chỉ thoáng gặp qua, nhưng người đàn ông ấy có vẻ gì đó chân thật, giản dị và thật thà. Anh ta không phải là mũ người hào nhoáng, không mặc vest lịch sự, không mang theo món quà đắt tiền. Thứ anh mang đến chỉ là một căn phòng đơn sơ, được dọn dẹp cẩn thận và những cử chỉ ân cần. Cô tự hỏi, liệu có ai trong số những người từng bước vào đời mẹ cô lại có tấm lòng chân thành như thế không? Hay tất cả chỉ đến rồi đi, để lại cho bà chút tiền, chút hào nhoáng rồi tan biến, như chưa từng có gì xảy ra? Cô trở mình, mắt nhìn lên trần nhà loang lổ. Căn phòng này dù giản dị và tạm bợ, nhưng ít ra nó khiến cô cảm thấy một chút gì đó khác biệt, một chút cảm giác của sự quan tâm. Và điều đó khiến cô thấy lòng mình trùng xuống, lạc lõng giữa những cảm xúc phức tạp, khó hiểu. Đêm hôm ấy, Quách Thị không về nhà. Mãi đến tận trưa hôm sau, bà mới lảo đảo bước vào trong phòng với bộ dạng mệt mỏi. Người bà nồng nặc mùi rượu, chiếc váy lụa nhỏ nhĩ, phảng phất mùi nước hoa hòa lẫn với khói thuốc. Bà không nói lời nào, chỉ lặng lặng ném chiếc túi sách vào người Hương Liên rồi đổ sụp xuống giường. Ánh mắt lờ đờ, trống rỗng. Hương Liên cầm lấy chiếc túi đặt sang một bên, đôi mắt lặng lẽ nhìn mẹ mà không nói gì. Ngay lúc đó, bên ngoài, tiếng xe cọc cạch của xe ba gác vang lên. Người đàn ông trẻ tuổi hôm qua lại đến. Anh xuất hiện trước cửa, chiếc xe chất đầy đồ đạc lỉnh khỉnh. Vừa nhìn thấy Hương Liên, anh đã nở nụ cười tươi, đôi mắt ánh lên vẻ hào hức đơn thuần. "Chào cô," anh nói, vừa giơ tay lên lau mồ hôi. "Tôi đem đến một cái quạt máy, trông hơi cũ kỹ nhưng vẫn xài tốt lắm. Đêm qua hai chị em ngủ có bị nóng không?" Hương Liên mỉm cười nhẹ, chưa kịp đáp lời thì nhận ra ánh mắt anh đang dõi vào trong phòng, như đang tìm kiếm một ai đó. Cô vội bước đến chắn trước cửa, nói nhẹ nhàng nhưng cẩn thận. "Chị ấy vẫn đang ngủ, hôm qua có lẽ hơi mệt nên cần nghỉ ngơi thêm. Anh cứ đưa cho tôi, lát chị ấy dậy, tôi sẽ nói chị gọi điện cho anh." Nụ cười trên mặt anh thoáng trùng xuống, một nét hụt hẫng ẩn hiện trong ánh mắt. Anh im lặng gật đầu rồi quay người chuẩn bị bước đi. Nhưng ngay lúc ấy, Hương Liên chợt nhớ ra, gọi với theo. "À khoan đã, tôi vẫn chưa biết tên anh." Anh dừng lại, xoay người về phía cô, ánh mắt sáng lên một chút. "Văn Dũng, tôi tên là Văn Dũng." Anh cười, đôi mắt dịu dàng hơn hẳn. Hương Liên gật đầu, khẽ mỉm cười đáp lại. "Cảm ơn anh, Dũng." Dũng lúng túng, đôi má đỏ ửng lên. Anh bước lên chiếc xe, quay đầu lại nhìn cô thêm lần nữa, rồi lặng lẽ rời đi. Bóng lưng anh khuất dần sau khúc cua của con hẻm nhỏ. Hương Liên đứng đó, nhìn theo anh cho đến khi chỉ còn lại tiếng động cơ xe vang xa dần, tan vào không gian yên tĩnh. Cô quay vào, đặt chiếc quạt cũ lên bàn, nhìn mẹ mình. Hương Liên bất giác cảm thấy một chút thương hại và chút chán nản. Bà có tất cả, nhan sắc, sự quyến rũ, những cuộc tình chóng vánh, nhưng rồi rốt cuộc lại luôn trở về với sự trống rỗng. Còn cô, người đứng bên lề cuộc đời bà, chỉ biết nhìn và tự hỏi, liệu có bao giờ cuộc sống sẽ mang đến cho mình một điều gì khác biệt? Cô ngồi xuống bên cạnh, chạm nhẹ vào chiếc quạt cũ của Dũng, lòng dâng lên một cảm giác an ủi mơ hồ. Những ngày sau đó, Dũng liên tục xuất hiện bên cạnh mẹ con Hương Liên. Mỗi lần đến lại mang theo một món đồ khác. Khi thì vài ký thịt tươi, lúc lại một cái xào phơi đồ mới, hoặc có hôm là bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ. Tất cả đều là đồ anh được biếu khi chở hàng cho khách, hoặc đôi khi là anh bỏ ra chút tiền công vài ngày để mua. Dũng cố gắng bằng mọi cách để hai mẹ con Hương Liên có cuộc sống thoải mái hơn, với hy vọng những món đồ này sẽ giúp căn phòng trở nên đầy đủ và ấm cúng. Thế nhưng trong mắt Quách Thị, những đồ vật này chẳng khác gì rác rưởi. Cái quạt lâu lâu lại kêu cót két, đôi khi ngừng lại bất ngờ, khiến bà bực mình đá bay nó sang một góc, thậm chí còn nguyền rủa. Đồ lượm nhặt, dùng chẳng ra gì. Bà chẳng bao giờ tỏ ra biết ơn hay hài lòng với những món đồ Dũng mang đến, coi chúng như biểu tượng cho sự nghèo khó,
sự thấp kém mà bà luôn né tránh. Chỉ có Hương Liên, mỗi khi thấy những món đồ ấy bị mẹ đuổi ra buồn khóc, đều lặng lẽ nhặt lên, lau chùi, sửa chữa, rồi lại đặt cẩn thận vào chỗ cũ. Cô biết, những món đồ này đều là tâm huyết của Dũng, những thứ giản dị nhưng chất chứa cả tấm lòng anh dành cho họ. Cô không thể để chúng bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Dần dần, những món đồ của Dũng trở thành một phần không thể thiếu trong căn phòng trọ nhỏ. Bộ bàn ghế gỗ tuy cũ, có nhiều vết nứt, nhưng vẫn đủ vững chắc để Hương Liên ngồi đọc sách vào buổi tối. Cái xào phơi đồ, dù có đôi chỗ bị rỉ sét, vẫn luôn đỡ lấy những bộ quần áo sờn cũ của cô, phơi khô dưới ánh nắng. Mỗi món đồ đều mang theo dấu vết của sự chăm chút, của từng đồng tiền công lao động mà anh đã tiết kiệm. Hy vọng có thể tạo ra chút ấm áp cho cuộc sống của mẹ con cô. Không chỉ dừng lại ở những món đồ, tiền phòng trọ cũng là do Dũng âm thầm lo liệu. Hương Liên biết, chính Dũng đã bỏ tiền ra chi trả. Anh không hề đòi hỏi gì nhiều, không bao giờ yêu cầu bất kỳ sự báo đáp nào. Đổi lại, anh chỉ nhận được đôi ba lần cái mỉm cười đầy trùng mến của Quách Thị. Thứ ánh nhìn thoáng qua như tia nắng nhạt nhòa, dễ dàng tan biến. Dũng vẫn đều đặn đến, cặm cụi sửa chữa những món đồ cũ, lắp lại những thứ bị hỏng hóc trong căn phòng trọ. Mỗi lần nhìn thấy Hương Liên, anh đều nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt ánh lên niềm vui giản dị. Hương Liên thấy lòng mình trùng xuống mỗi khi nhìn thấy sự kiên nhẫn của anh. Thấy anh vẫn hy vọng một cách ngây thơ, vẫn chân thành đến khó tin. Đối với Dũng, dù Quách Thị có thờ ơ, có lạnh lùng, thì chỉ cần một cái gật đầu nhẹ nhàng của bà cũng đủ để anh tiếp tục cố gắng. Hương Liên biết rằng Dũng chưa bao giờ thực sự hiểu rõ con người mẹ mình. Hay đúng hơn là anh đã để sự si mê lấn át sự tỉnh táo. Nhưng cô cũng hiểu rằng không ai có thể thuyết phục được anh từ bỏ tấm lòng chân thành ấy, bởi tình cảm trong anh quá trong trẻo và thuần khiết. Cô không dám nói cho anh biết mẹ cô chưa bao giờ thực sự trân trọng những gì anh mang đến. Rằng trong mắt Quách Thị, tất cả những món đồ, những hành động chân thành ấy chỉ là sự nghèo khó, kém cỏi. Và cứ thế, ngày qua ngày, Dũng vẫn đến như một điểm tựa âm thầm trong cuộc sống của hai mẹ con cô. Và trong căn phòng trọ nhỏ, giữa những ngày tháng trôi qua lặng lẽ, Hương Liên dần nhận ra rằng điều duy nhất trong cuộc sống này có thể khiến cô cảm thấy ấm áp chính là sự hiện diện thầm lặng và bền bỉ của Dũng, người đàn ông chân thật và giản dị đến lạ lùng. Một buổi chiều, Quách Thị trở về trong bộ dạng lộng lẫy hơn bao giờ hết. Chiếc váy lụa màu ngọc bích, dài chấm gót, ôm sát lấy cơ thể bà, tôn lên từng đường nét quyến rũ. Bà bước vào phòng với vẻ kiêu hãnh, ánh mắt lấp lánh sự tự tin, miệng nở một nụ cười đắc ý, như thể bà vừa đạt được điều mình hằng mong đợi. Quách Thị nhìn con gái, rồi cất giọng đầy hào hứng. Chúng ta sắp chuyển đi rồi, mày lo dọn dẹp dần đi là vừa. Hương Liên đứng sững người, trái tim cô như trùng xuống. Cô đã quá quen với những lần chuyển đi bất ngờ của mẹ. Nhưng lần này, cảm giác trong lòng khác hẳn. Cô nhận ra mình không muốn rời khỏi nơi này. Những kỷ niệm trong căn phòng trọ cũ kỹ đã thấm vào cô từng chút một. Và cô cũng đã quen với sự xuất hiện của Dũng. Cô nhận ra rằng bản thân đã không muốn rời khỏi hình bóng người đàn ông này. Nhưng sau đó, Quách Thị thường xuyên được đưa đón bằng xe hơi bóng loáng. Bộ quần áo của bà ngày càng trở nên sang trọng. Những chiếc váy lụa đắt đỏ ngày một nhiều hơn. Và bà cũng mang theo bên mình thứ mùi hương nước hoa nồng nàn, đậm đặc, phủ lên người vẻ hào nhoáng khó cưỡng. Mỗi lần Dũng ghé qua, ánh mắt bà trở nên lạnh lùng hơn. Quách Thị không còn nở nụ cười với Dũng, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu khi anh hỏi han hay mang đến thêm bất kỳ món đồ nào. Quách Thị ngày càng bám vào thứ hào nhoáng mới, thứ ánh sáng hứa hẹn một cuộc sống giàu sang. Nhưng ngày hôm ấy, định mệnh lại bất ngờ giáng xuống như một cơn ác mộng. Buổi chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa. Một đám người lao vào phòng trọ của họ. Đi đầu là một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt đầy căm phẫn. Theo sau bà ta là hai gã đàn ông vạm vỡ, sừng sững như những vệ sĩ, tạo nên bầu không khí đe dọa. Quách Thị còn chưa hiểu chuyện gì thì người phụ nữ đã lao đến, tóm lấy tóc bà, kéo ngược đầu bà ra sau. Bà ta giáng vào Quách Thị một cái tát mạnh rồi bắt đầu chửi bới. Từng từ ngữ sắc nhọn như lưỡi dao, cắt qua bầu không khí ngột ngạt.
mày dám cướp chồng tao, đồ lăng loàn, tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ. Quách Thị cố vùng vẫy, nhưng hai gã đàn ông nhanh chóng giữ chặt bà, không để bà thoát. Người đàn bà điên cuồng tóm lấy tóc Quách Thị, giằng giật mạnh, đến mức bà phải khuỵu xuống. Hương Liên hoảng sợ, chạy tới can ngăn, nhưng bị một trong hai gã đàn ông đẩy ngã xuống sàn. Cô nghe tiếng mẹ kêu lên, cảm thấy tim mình đập mạnh và hơi thở dồn dập. Họ tiếp tục túm lấy Quách Thị, đấm đá và giật tóc bà không thương tiếc. Tiếng cười của người đàn bà vang lên đắc ý trong cơn cuồng nộ. Sau khi đánh đập thỏa mãn, người phụ nữ hất tóc, bước nhanh ra xe. Và bà ta quay trở lại với một chai thủy tinh trong tay, chứa đầy chất lỏng trong suốt. Ánh mắt bà lóe lên điên dại, vừa hả hê, vừa lạnh lùng đầy toan tính. Bà ta giơ cao tay chai thủy tinh, nhắm thẳng vào Quách Thị. Chưa kịp phản ứng, Hương Liên nhìn thấy chất lỏng từ trong chai thủy tinh văng ra, lao thẳng về phía mẹ mình. Trong tích tắc, Dũng xuất hiện như một bóng ma, lao vào chắn trước mặt Quách Thị, dang rộng cánh tay để đỡ lấy dòng axit đó. Tiếng hét của Dũng vang lên, đau đớn đến xé lòng. Chất lỏng đổ trúng vai và lưng anh, những vết bỏng sâu ăn mòn làn da, mùi da cháy bốc lên, khét lẹt. Đau đớn và tuyệt vọng, Dũng gục xuống sàn, toàn thân co giật, khuôn mặt méo mó vì cơn đau dữ dội. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, đám người kia hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy. Căn phòng trở lại với sự yên lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của Dũng và tiếng nấc nghẹn ngào của Hương Liên. Không chần chừ, Hương Liên vội gọi xe cấp cứu, đưa anh đến bệnh viện. Nước mắt trào ra, tim quặn lại vì nỗi đau không tả xiết. Suốt đường đi, Dũng vẫn không ngừng run rẩy, nhưng anh vẫn cố nắm chặt tay Quách Thị. Đôi mắt mờ dần nhưng đầy tình cảm. Quách Thị không nói gì, chỉ trơ ra như không tin những gì vừa xảy ra là sự thật. Những ngày sau, Dũng nằm viện với những vết bỏng nặng, phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Bác sĩ thông báo rằng anh đã qua cơn nguy hiểm, nhưng hậu quả sẽ để lại những vết sẹo đau đớn suốt đời. Tiền viện phí lại cao ngất ngưởng, và Hương Liên không chút do dự, bắt đầu tìm việc làm thêm, mong kiếm được chút ít để phụ giúp chi phí điều trị cho Dũng. Cũng từ đây, cô biết được Dũng là trẻ mồ côi, suốt cả đời chưa từng nhận được tình yêu thương từ gia đình. Khi nhận được những dòng tin nhắn tình cảm của Quách Thị, dù mong manh, nhưng Dũng đã dành tất cả tình cảm mình có cho người đàn bà duy nhất mà anh yêu. Sau cái ngày Dũng nhập viện, Quách Thị biến mất, không một lần quay lại, cũng chẳng hồi đáp cuộc gọi nào của cô. Trong lòng Hương Liên dâng lên một nỗi thất vọng và nỗi buồn mơ hồ. Cô đã từng mong rằng mẹ sẽ thay đổi, sẽ trở lại với một lời giải thích. Nhưng lần này, bà dường như bỏ mặc cô, bỏ mặc cả người đàn ông đã liều mạng cứu bà. Dũng nằm trên giường bệnh với những vết thương vẫn chưa lành, và Hương Liên trở thành người đồng hành duy nhất của anh trong những ngày đó. Cô tận tình chăm sóc anh, không ngần ngại vệ sinh các vết thương, thay băng, dìu anh đi lại trong phòng mỗi khi anh cần. Dũng ban đầu còn ngượng ngùng, ánh mắt tràn đầy sự xấu hổ lẫn cảm kích. Nhưng Hương Liên chỉ cười, bảo anh đừng bận tâm. Cô làm tất cả những việc đó với một sự dịu dàng và cẩn thận. Suốt cả tuần nằm viện, sự chăm sóc tận tình của Hương Liên không chỉ giúp Dũng cảm thấy bớt đau đớn, mà còn khiến cả những bệnh nhân và y tá xung quanh tưởng rằng họ là một cặp vợ chồng. Những ánh mắt tò mò, những nụ cười ý nhị luôn hướng về phía hai người mỗi khi Hương Liên cẩn thận dìu anh đi dọc hành lang, hoặc khi cô ngồi cạnh giường đọc sách cho anh nghe. Mỗi lần y tá đi ngang qua, họ không quên liếc nhìn và mỉm cười, đôi khi còn đùa vui rằng hai vợ chồng trẻ thương nhau quá. Lời trêu đùa ấy khiến Dũng thoáng bối rối. Anh đỏ mặt, ra sức giải thích với mọi người rằng họ không phải là vợ chồng, chỉ là cô đang giúp đỡ anh trong lúc khó khăn mà thôi. Anh lý nhí thanh minh, ánh mắt né tránh, còn giọng điệu thì luống cuống. Những lời giải thích của anh chỉ khiến các y tá và bệnh nhân bật cười, chẳng ai tỏ ra tin tưởng lắm. Nhưng Hương Liên lại khác, cô không phản ứng, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Lời trêu đùa ấy khiến trái tim cô khẽ rung động. Và trong khoảnh khắc ấy, cảm giác hạnh phúc nở rộ, dịu dàng và ngọt ngào như nụ hoa vừa chấm nở trong buổi sớm mai. Trong lòng Hương Liên, cảm giác lạ lẫm này tiếp tục lớn dần lên. Cô nhận ra rằng, cho dù mẹ có quay lại hay không, thì mình cũng sẽ không muốn rời xa Dũng.
mỗi khi nhìn thấy Dũng mỉm cười, dù chỉ là những nụ cười bẽn lẽn trong bối cảnh khó xử, lòng cô lại thấy ấm áp. Cô biết rằng, dù chỉ là trong khoảnh khắc nhỏ, cô muốn giữ mãi những cảm xúc ấy. Chăm sóc cho anh không chỉ là trách nhiệm, mà đã trở thành một nhu cầu, một mong muốn thầm kín. Hương Liên thấy mình muốn ở bên cạnh anh, không chỉ bây giờ mà mãi mãi. Vì với cô, sự hiện diện của Dũng đã trở thành ánh sáng trong cuộc đời u ám mà cô từng nghĩ mình sẽ phải sống mãi mãi. Và dần dần, thứ tình cảm ban đầu ẩn giấu phía sau lòng biết ơn đã nở rộ thành một niềm thương yêu thầm kín. Cô đã bắt đầu mơ về một tương lai với người đàn ông chân thật, dịu dàng ấy. Nhưng rồi một ngày, tất cả bỗng chốc thay đổi. Quách Thị bất ngờ xuất hiện trước phòng bệnh, trông bà ta tàn tạ và tiểu tụy, ánh mắt mệt mỏi và thâm quầng như chưa được nghỉ ngơi suốt cả tuần. Đôi vai bà sụp xuống dưới sức nặng của sấp tiền viện phí dày cục trong tay. Mái tóc rối bù, đôi môi nứt nẻ và làn da nhợt nhạt, khác hẳn với người phụ nữ kiêu kỳ và hào nhoáng của những ngày trước. Bà đặt sấp tiền lên trên bàn, đôi tay run rẩy. Đây là tiền viện phí của cậu, bà nói, giọng khàn và đứt quãng. Bà không hề giải thích gì thêm, nhưng sự mệt mỏi, kiệt sức của bà đã nói lên tất cả. Hương Liên sững người, nhìn chằm chằm vào mẹ, lòng dâng trào cảm giác vừa tức giận vừa ngỡ ngàng. Cô không kịp hiểu nổi những gì đang diễn ra, nhưng đôi mắt của Dũng thì đã nói lên tất cả. Ánh mắt anh chua xót, đầy cảm thông và dường như có cả sự hối hận. Anh nhìn Quách Thị, không giấu được vẻ xúc động, lòng đau nhói khi nhận ra người phụ nữ anh yêu đã chịu đựng biết bao giày vò để quay lại vì anh. Hóa ra, suốt 10 ngày qua, Quách Thị đã không rời bỏ anh như anh từng lo lắng. Bà đã trực tiếp tìm đến nhà của người phụ nữ kia để đòi lại tiền viện phí. Những vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể, những vết bầm tím mà cô vẫn thấy trên cánh tay bà, những vết xước còn mới trên mặt, đều là minh chứng cho những gì bà đã trải qua. Bà đã đối mặt với sự tàn nhẫn của người phụ nữ ấy, chịu đựng sự nhục nhã để có thể mang về số tiền cứu chữa cho Dũng. Bà đã mở lòng, đã sẵn sàng đối mặt với đau đớn và hạ mình vì một người. Dũng không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy, tiến về phía Quách Thị, lòng quặn thắt trong nỗi xót xa. Đôi mắt anh lấp lánh nước, vừa biết ơn, vừa đau khổ. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà, kéo bà vào lòng, như muốn truyền cho bà tất cả sự cảm thông và tình cảm chân thành mà anh hằng ấp ủ. Quách Thị bất giác tựa vào vai anh, đôi mắt lạnh giá của bà cuối cùng cũng đã dịu lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tất cả sự kiêu hãnh và vẻ ngoài kiên cường của bà dường như tan biến, để lộ ra một trái tim yếu đuối và một người phụ nữ. Họ ôm lấy nhau trong sự im lặng, nhưng không cần lời nào để diễn tả. Họ đều biết trái tim của mình đã tìm thấy nhau. Và cuối cùng, Quách Thị đã để Dũng sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của mình. Tất cả những cảm xúc dồn nén, niềm hạnh phúc mong manh, sự tủi nhục, đau đớn hòa lẫn trong vòng tay của họ, tạo thành một thứ trái ngọt mà họ đã tìm kiếm suốt bao lâu. Hương Liên đứng đó, đôi mắt cô mở to, trái tim cô dần lặng đi. Cô cảm nhận nỗi đau dâng lên trong lồng ngực, bóp nghẹt hơi thở. Tất cả những gì cô từng kỳ vọng, từng mơ về, tất cả những cảm xúc ngọt ngào cô từng nghĩ sẽ có với Dũng, giờ đây đều tan biến. Sự xuất hiện của Quách Thị đã khiến những hy sinh của Hương Liên trong những ngày qua trở nên vô nghĩa. Như một bàn cân, sự chăm sóc của cô so với sự trả giá của mẹ mình, nhìn thôi cũng đủ để hiểu cái nào in sâu vào trái tim của Dũng hơn. Cô không thể ngừng cảm thấy như cả thế giới vừa sụp đổ, rằng mọi hy vọng nhỏ nhoi của cô đã bị lấy đi. Trái ngọt cuối cùng đã nở rộ giữa Dũng và Quách Thị, nhưng với Hương Liên, trái ngọt đó đã đẩy cô vào bóng tối. Sau khi Dũng xuất viện, anh và Quách Thị chuyển đến một căn hộ cũ kỹ, xuống cấp nhưng vẫn đủ thoải mái. Căn hộ nhỏ với hai phòng ngủ, một phòng dành cho Quách Thị và Dũng, còn phòng kia là của Hương Liên. Những bức tường xỉn màu, trần nhà có vài vết nứt và sàn nhà lót gạch cũ kêu cọt kẹt mỗi khi bước qua. Nhưng ánh sáng từ cửa sổ lớn giúp không gian trông sáng sủa hơn, mang đến chút cảm giác ấm áp dù giản dị. Hằng ngày, Hương Liên phải chứng kiến cảnh hạnh phúc
của Dũng và Quách Thị. Dũng luôn dành cho Quách Thị những cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần. Ánh mắt anh lúc nào cũng tràn đầy yêu thương và chăm chú. Hương Liên cố gắng tỏ ra thờ ơ, nhưng trong lòng, những hình ảnh ấy chỉ khiến nỗi đau của cô càng sâu sắc. Từng nụ cười, từng ánh mắt dịu dàng của hai người dành cho nhau, như từng nhát dao cứa sâu vào lòng cô, đẩy cô ngày càng xa khỏi họ. Thời gian trôi qua, Hương Liên nhận thấy mẹ mình thay đổi. Quách Thị từ bỏ những chiếc váy lụa sang trọng mà bà từng yêu thích. Giờ đây bà mặc những chiếc áo sơ mi đơn giản, nhỏ nhĩ, không khác gì những bộ đồ của Hương Liên. Bà buộc tóc thành hai bím, giản dị và gần gũi hơn. Như thể muốn từ bỏ vẻ kiêu kỳ xưa cũ để hòa nhập vào cuộc sống mới. Nhưng điều đó chỉ càng khiến sự tương phản giữa họ thêm rõ rệt. Vẻ đẹp của Quách Thị, ngay cả trong bộ quần áo giản dị, vẫn rạng rỡ đến lạ thường. Đôi mắt bà vẫn sắc sảo, làn da trắng mịn, không chút tì vết, và nụ cười thì đầy quyến rũ. Còn Hương Liên, dù có cố gắng thế nào, vẫn trông mờ nhạt và quê mùa, như cái bóng vô hình bên cạnh bà. Mỗi khi Hương Liên nhìn vào gương, thấy hình ảnh của mình phản chiếu, cô không thể ngừng cảm thấy thù hận và đau khổ dâng tràn. Cô đã cố gắng để Dũng thấy cô xứng đáng, để anh công nhận những tình cảm và sự chăm sóc của cô. Nhưng giờ đây, ánh mắt của Dũng chẳng hề dừng lại nơi cô nữa. Như thể cô chỉ là một phần mờ nhạt trong khung cảnh của cuộc sống của họ. Mọi sự hy sinh và nỗ lực của cô đều trở nên vô nghĩa. Dần dần trong lòng Hương Liên, sự ganh tị và đau đớn biến thành ngọn lửa âm ỉ, nung nấu từng ngày. Mỗi lần cô thấy Quách Thị bước ra từ phòng ngủ, với bộ trang phục giản dị, mang theo nụ cười hạnh phúc bên Dũng, lòng cô lại thắt lại. Như thể họ đang cố tình nhấn chìm cô vào bóng tối. Những hy vọng nhỏ nhoi của Hương Liên, những cảm xúc ngọt ngào cô từng nghĩ sẽ có với Dũng, giờ đây tan biến như bong bóng xà phòng. Tất cả những gì còn lại là nỗi uất hận mà cô không thể giải bày. Cô nhận ra rằng căn hộ này, dù chỉ là nơi trú ngụ cũ kỹ và tạm bợ, đã trở thành một nhà tù giam hãm cô trong sự bất hạnh. Và bóng tối ấy, bóng tối đang dần bao phủ cuộc sống của Hương Liên, sẽ không dễ gì rời xa. Một buổi tối, khi Hương Liên lặng lẽ bước vào nhà sau ca làm thêm, cô bất chợt nghe thấy tiếng thì thầm của mẹ từ trong phòng ngủ. Giọng Quách Thị đầy mơn trớn, lời nói nhẹ nhàng nhưng lả lơi, hoàn toàn khác với cách bà nói chuyện với Dũng. Bà đang gọi điện cho ai đó. Hương Liên đứng ngoài cửa, lắng nghe trong sự bàng hoàng, đôi bàn tay siết chặt lại khi nhận ra sự thật đau đớn. Dù đang sống cùng Dũng, mẹ cô vẫn đang lén lút qua lại với một người đàn ông khác. Cơn tức giận trào dâng trong lòng, nhưng Hương Liên cố nén lại và âm thầm theo dõi. Cô thấy Quách Thị cúp điện thoại rồi lục lại tủ quần áo, lấy ra chiếc váy lụa đỏ rực mà bà đã từng mặc khi còn đắm chìm trong cuộc sống phóng túng. Bà vội vàng thay đồ, trang điểm thật kỹ lưỡng, như một người phụ nữ sẵn sàng cho một đêm hẹn hò. Quách Thị không để ý đến Hương Liên đang quan sát từ xa. Bà rời nhà và lén lút đến một khách sạn gần đó, lẩn khuất vào màn đêm, hoàn toàn không bận tâm đến sự có mặt của con gái. Hương Liên thấy tim mình đập mạnh, nỗi căm hận bùng lên dữ dội trong lồng ngực. Cô cảm thấy mẹ mình không xứng đáng với tình cảm chân thành mà Dũng đã dành cho bà. Dù đã hy sinh biết bao nhiêu, đã chịu đựng nỗi đau thể xác và tổn thương tinh thần chỉ vì yêu bà, vậy mà bà lại lén lút với một người đàn ông khác. Một kẻ mà có lẽ bà nghĩ rằng sẽ mang đến cho mình những thứ còn hấp dẫn hơn tình cảm của Dũng. Nỗi uất hận dâng lên, nghẹn ứ ở cổ họng, khiến Hương Liên gần như nghẹt thở. Những hy sinh của cô, những tình cảm mà cô không dám thổ lộ với Dũng, tất cả như một trò đùa trong mắt bà mẹ ích kỷ này. Lúc ấy, một ý nghĩ điên rồ chợt nảy ra trong đầu cô. Nếu Quách Thị biến mất, giống như trước đây, nếu bà lại rời xa Dũng, thì anh sẽ phải quay lại với cô, sẽ phải nhìn thấy cô là người duy nhất luôn ở bên cạnh anh. Cô muốn trừng phạt mẹ mình và đồng thời muốn giữ lấy Dũng cho riêng mình. Hương Liên lén lút tìm mua một lượng nhỏ cyanua, loại chất độc không màu, không mùi, có khả năng giết người trong tích tắc. Suốt đêm, cô trằn trọc với những suy nghĩ đen tối. Một phần trong cô vẫn còn lưỡng lự, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh của mẹ mình lén lút rời đi với bộ váy lụa, cùng cơn giận dữ âm ỉ trong lòng,
cô càng quyết tâm hơn. Ngày hôm sau, Hương Liên dậy sớm hơn mọi khi, chuẩn bị bữa sáng cho cả ba người. Cô đổ sữa ra ly, rồi lặng lẽ nhỏ vài giọt cyanua vào ly của mẹ. Hương Liên tự nhủ rằng, một khi Quách Thị biến mất, mọi thứ sẽ tốt hơn. Cô sẽ có lại được Dũng, anh sẽ không còn bị bà chiếm giữ. Bàn tay cô run lên khi đặt ly sữa lên bàn. Và nỗi hận thù đan xen với nỗi sợ hãi và căng thẳng dâng lên từng hồi. Quách Thị nâng ly sữa lên môi, không hề hay biết rằng bên trong chứa đựng chất độc chết người. Hương Liên ngồi đối diện, mắt chăm chú theo dõi từng cử động của mẹ. Chỉ vài phút sau khi uống hết, Quách Thị bỗng thấy cơ thể mình bắt đầu run rẩy, đôi mắt mở dần và tay bà vô thức ôm lấy cổ họng, miệng phát ra những âm thanh ngột ngạt. Hương Liên giữ nguyên vẻ bình tĩnh, không nhúc nhích, chỉ ngồi yên nhìn mẹ mình từ từ gục xuống, hơi thở yếu dần rồi dừng hẳn. Quách Thị nằm lạnh ngắt trên sàn nhà. Khi đêm khuya phủ bóng, Hương Liên nhẹ nhét bà vào chiếc vali cũ, kéo ra khỏi căn hộ. Cô di chuyển lặng lẽ trong bóng tối, chọn đường nhỏ không có ai qua lại để đến bên cống nước ở khu xa nhà. Hương Liên mở nắp cống, nhìn sắp mẹ một lần cuối trước khi đẩy xuống. Tiếng động vang vọng trong đêm lạnh và mọi dấu vết nhanh chóng bị xóa nhòa. Ngày hôm sau, Hương Liên nói với Dũng rằng mẹ cô đã bỏ đi cùng một người đàn ông khác. Cô thản nhiên chỉ vào chiếc điện thoại cũ của Quách Thị, nơi chứa đựng những tin nhắn mập mờ như bằng chứng cho lời nói của cô. Dũng, trái tim bị bóp nghẹt bởi nỗi đau và thất vọng, tin vào câu chuyện ấy mà không hề nghi ngờ. Hương Liên ở bên cạnh, an ủi và chăm sóc anh trong những ngày buồn bã. Từng lời nói, từng cử chỉ của cô đều nhẹ nhàng dịu dàng. Và kết quả diễn ra đúng như cô mong muốn. Vài tháng sau, Dũng yếu đuối gục vào vòng tay cô. Tình cảm của họ nhanh chóng tiến triển và chẳng bao lâu sau, họ kết hôn. Dũng trở thành người đàn ông có trách nhiệm, hết lòng chăm lo cho gia đình. Họ xây dựng một cuộc sống mới, hạnh phúc tưởng chừng như trọn vẹn. Đứa con đầu lòng chào đời sau một năm, rồi lần lượt đứa thứ hai, đứa thứ ba. Căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ. Hương Liên tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ mãi mãi bình yên như thế. Nhưng vào một ngày, cơn ác mộng không ngờ đã gõ cửa. Một buổi sáng, khi Hương Liên đang chơi cùng con cái, cảnh sát bất ngờ xuất hiện trước nhà cô. Đội cảnh sát thông báo với cô rằng vụ án thi thể dưới cống từ 7 năm trước đã bị đảo lại. Sau khi họ triệt phá một đường dây bán chất độc cấm ở Thâm Quyến, trong quá trình điều tra, họ đã tìm ra danh sách những người từng mua cyanua, và Hương Liên chính là một trong số đó. Ngay lập tức, cô trở thành nghi phạm hàng đầu. Tại phòng thẩm vấn, Hương Liên cố gắng giữ bình tĩnh, liên tục phủ nhận mọi cáo buộc. Nhưng dưới sức ép của các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, từng câu hỏi xoáy sâu, từng chi tiết chặt chẽ, khiến cô không thể nào bảo chữa được. Hương Liên bắt đầu hoảng loạn, lộ ra những sơ hở trong lời nói. Và cuối cùng, sự thật dần hé lộ qua những lời lắp bắp. Cô gào lên trong tuyệt vọng, thừa nhận tội lỗi của mình, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Đôi tay siết chặt, nỗi hận thù đã kéo cô qua bờ vực, đẩy cô vào con đường tội lỗi mà giờ đây cô không thể thoát ra. Đến ngày thăm tù, Hương Liên ngồi lặng lẽ trong phòng tạm thăm. Khi cánh cửa mở ra, cô ngẩng lên và thấy Dũng bước vào. Đôi mắt anh đục ngầu, nặng trĩu sự thất vọng và ghê tởm. Anh ngồi xuống trước mặt cô, im lặng nhìn cô thật lâu, như thể đang tìm kiếm bóng dáng của người phụ nữ mà anh từng yêu thương và tin tưởng. Dũng khẽ hít một hơi sâu, giọng anh thấp và lạnh. Anh nói rằng anh sẽ không thể nào tha thứ cho Hương Liên, và đây cũng là lần cuối cùng mà anh đến thăm Hương Liên. Rằng cô sẽ không bao giờ được gặp lại ba đứa con mà mình đã sinh ra. Trong gian phòng tăm tối, cô ngồi lặng người, đôi mắt trống rỗng. Sự nhung nhớ con khiến Hương Liên như phát điên phát dại. Trong một khoảnh khắc, cô như nhìn thấy mình khi còn bé, và Quách Thị đang ngồi ôm cô trong lòng giữa trời đông lạnh giá. Bà dùng chính thân thể của mình để giữ ấm cho cô, dù bàn chân đã sớm nứt toạc vì lạnh. Câu chuyện khắc họa một bi kịch gia đình sâu sắc, nơi tình yêu và sự thù hận giữa mẹ và con gái bị đẩy đến những ranh giới tột cùng. Hương Liên, dù khao khát tình yêu, đã để lòng ghen tuông và ám ảnh làm lu mờ lý trí, dẫn cô đến tội ác không thể tha thứ.
cướp đi sinh mạng của chính mẹ mình, Quách Thị. Trong khi Quách Thị là một người mẹ nhiều khiếm khuyết, sống cuộc đời đầy phóng túng, không là tấm gương tốt cho con cái noi theo. Cuối cùng, chính sự vặn vẹo của Hương Liên đã phá hủy mọi thứ. Cô không chỉ mất đi tình thân mà còn tự đẩy mình vào cô độc vĩnh viễn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy để lại ý kiến của các bạn về vụ việc này bên dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.